Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tượng mù vào sáng sớm vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay ngày 24 tháng 1, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển hay là khu vực núi cao. Nhiều nơi giảm xuống còn vài trăm mét, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông vào sáng sớm của người dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi cùng với đó là nền nhiệt độ sẽ ở mức thấp, chỉ phổ biến ở mức là dưới 10 độ. Còn tại các khu vực núi cao thì nhiệt độ còn giảm xuống dưới 5 độ nên càng tạo ra cảm giác rét buốt cho người dân. Điều đáng chú ý là hiện tượng thời tiết cực đoan như là sương muối tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương vùng núi cao như tại Lào Cai, Cao Bằng hay là tại khu vực Lạng Sơn, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Vì vậy, các địa phương nơi đây cần tích cực phòng chống rét và sương muối cho vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là những loại mà phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Mặc dù nhiệt độ giảm sâu về sáng, song đến trưa, khi mà mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất thì nhiệt độ sẽ lại tăng nhanh trở lại. Cao nhất trưa chiều sẽ dao động từ 21 cho đến 23 độ tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ 23 cho đến 25 độ tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo tình trạng khô hanh sẽ giảm bớt khi mà từ ngày mai ngày 25 tháng 1, không khí lạnh có khả năng sẽ tăng cường yếu và lệch đông. Vì vậy mà bầu trời tại khu vực Bắc Bộ sẽ nhiều mây hơn về đêm và sáng. Những ngày giáp Tết thì tiết trời cũng ấm áp dần lên. Không khí lạnh suy yếu, gió Tây Bắc khô có xu hướng lấn dần xuống phía Nam nên mưa tại các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ cũng giảm hẳn, hầu như là ít xảy ra, có chăng chỉ xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều. Chính vì thế mà nhiệt độ tại đây cũng sẽ tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ dao động từ 22 cho đến 24 độ. Riêng tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì nhiệt độ cũng tăng dần từ Bắc vào Nam và phổ biến trong khoảng 26 cho đến 30 độ. Vào đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do sự khuếch tán của không khí lạnh nên nhiệt độ tại đây về đêm và sáng sớm trên toàn khu vực sẽ giảm khá mạnh. Phổ biến từ 11 đến 14 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 17 cho đến 20 độ tại Nam Bộ. Theo các chuyên gia khí tượng thì đây không phải là mức nhiệt thấp nhất trong lịch sử, song điều đặc biệt là trong mùa khô năm nay là nền nhiệt độ thấp liên tục duy trì, nắng cũng ít hơn, tạo cảm giác lạnh kéo dài trong thời gian dài đã được gần hơn 2 tháng qua. Vâng, tương tự như các tỉnh khu vực miền Bắc thì tại khu vực phía Nam trời chỉ lạnh vào đêm và sáng vì ban ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động từ 25 cho đến 27 độ. Còn tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều sẽ không vượt quá 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì gió Đông Bắc tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, hoạt động giảm dần, duy trì ở mức cấp 5 có lúc cấp 6. Tuy nhiên đến khoảng chiều tối ngày 26 thì do tác động của không khí lạnh tăng cường nên tại khu vực phía bắc của Biển Đông, gió Đông Bắc lại hoạt động mạnh dần lên cấp 6. Tàu thuyền vẫn không hoạt động trên vùng biển này trong những ngày tới. Còn tại vùng biển phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, trời tạnh giáo với gió đông bắc tại đây mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, các tàu thuyền tải trọng lớn có thể hoạt động bình thường. Như vậy là trong ngày và đêm nay thì trên hầu khắp các tỉnh thành, trời phổ biến ít mưa, ngày hứng nắng, thuận lợi cho những hoạt động mua sắm, sửa sang nhà cửa để chuẩn bị đón Tết của người dân. Riêng các tỉnh vùng núi cao phía Bắc thì cần đề phòng với hiện tượng sương muối và băng giá. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 24 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thank you.